Hoa hậu Henie làm bốc vác, shipper trong mùa dịch. Không ngại khó, ngại khổ khi hỗ trợ mọi hoạt động trong mùa dịch với vai trò tình nguyện viên, Hoa hậu Henie bốc vác hàng tấn gạo, chạy xe máy đi giao hàng cho bà con trong khu cách ly. Trong suốt hơn 2 tháng qua, mặc dù đang trong vùng tâm dịch của cả nước, Hoa hậu Henie vẫn tham gia tích cực và xuyên suốt các hoạt động thiện nguyện cùng với các nghệ sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Không ngại bốc vác, chạy xe máy chở hàng cứu trợ cho người dân trên trang cá nhân. Ngoài các hình ảnh chia sẻ các hoạt động ở nhà, mang đến nhiều sự tích cực và lạc quan cho khán giả, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của mình. Thậm chí, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn khiến nhiều người bất ngờ khi tham gia công việc chuyên chở và bốc vác hàng hóa cho những khu cách ly. Henie chia sẻ, khi biết được nhà văn hóa thanh niên nhận được hàng cứu trợ cho bà con bên quận 8, nhưng đang giãn cách nên không thể tìm được xe, được người vận chuyển, sẵn có xe riêng Henie xung phong nhận công việc này. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà đi test COVID-19, Henie tham gia điều phối lấy mẫu ở khu phong tỏa nên phải đến gõ cửa ở từng nhà, chỉ người ra test để đảm bảo sự an toàn và khoảng cách với nhau. Tôi biết nghĩ cho những cái chung, cho xã hội để từ đó làm tốt công việc của mình là lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng. Tôi thấy công việc tình nguyện viên không thực sự khó khăn. Khán giả và những người yêu thương tôi khi biết tôi đi làm tình nguyện viên rất vui và ủng hộ nhiệt tình. Các bạn còn gửi lời chúc sức khỏe cũng như dặn dò đủ thứ để tôi có thể luôn an toàn trong những ngày đi làm tình nguyện. Hen chia sẻ thêm, khi tham gia tình nguyện viên tại các nơi có nguy cơ, càng khiến người đẹp hiểu rõ hơn về việc bảo vệ sức khỏe trong những ngày này.